ăn đâu. Nhà này cao quýt, có mua đâu. Bà mua bầy quả, bầy quả chứ nó không cho mẹ. Ngày tuần đó mà mua ăn gì quả, cơm canh lại ngon. Đây là mua đấy. Đây là cam canh, ai ở đây là cam canh, cam tổ. Cam canh một cá. Cam canh một cá, ăn cam canh ngọt lừ. Cam canh của nó là ngon nhất là tại chợ 70.000. Ở chợ em là bán 90.000 một cân. Cam này bà mua chắc độ 30.000 bao nhiêu? Thảo cam nhiều chưa? Còn em mua cam này có 20.000. Mua ngọc, à mày mua cả các loại quả này á? Mua mày là cả thanh long, dứa, 5 loại quả. Không xí rượu đâu. Mình làm gì mà ngon thế? Ăn nó lăn tăn luôn. Làm ăn mất mùa thoải mái. Là mẹ ăn cam. Chợ mọi sợ ăn mấy. Hay bạn cá tôm. Cá tôm tiết kiệm. Bắt lại thử mang mất đến mất vào tay. Cái gì? Uống nước à? Ngồi hôm nay bố đi lấy nước cho. Ngồi vô cạnh bà, bố đi lấy cho. Ngồi hôm đây. Mang lại đây mang lấy nước khác. Còn tiết kiệm. Ngồi ra cạnh bà cơ mà. Đầu nó sợ. Con ra ngồi cạnh bà bố đi lấy chưa? Bà chùa ngoài của chúng tôi. Hôm đấy con già đến. Con già đi bắt mùa khác. Con già đi bắt mùa khác. Tôi nhặt hơn chục quả gói mất. Mắt đi đâu có cả đủ hương mà. Hương vào lại. Để thử đi. Con tế đâu? Chùa. Nó ở bãi khác khó đòi lắm mọi ơi. Đây là gì? Mặt này là bộ đó gì? Nhưng mà cũng như nghìn cân. Đây này. Ăn nước không ăn gì vậy? Con chả ăn đâu. Nó lắm. Ăn kiểu này ngon lắm. Kiểu này ăn ra. Ngồi nước bà, bố lấy nước cho. Mẹ đây là la ba. La ba là la. La Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao đây?